Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Katen. Vira mình tiếp tục giới thiệu một sản phẩm mạ vàng 24k ý. Thì trong kênh YouTube của mình review hoa mạ vàng này, hoa hồng mạ vàng hay là vòng tay mạ vàng đấy, vân vân. Vâng, sản phẩm mạ vàng tiếp theo mình sẽ review mua trên Lazada là nhẫn nam mạ vàng 24k Italia chữ phúc đại cát đủ size 36.000, khá rẻ cho một cái nhẫn. Ok, các bạn xem có đẹp không nhá. Mình thấy trên hình rất là đẹp luôn. Đây anh em. Vâng, quan trọng là đeo vừa không. Thì anh em muốn mua sản phẩm này, úi dồi ôi, mình sẽ để link mua ở dưới video rồi nhá. Nhìn rất là đẹp luôn ấy. Trong link mua sẽ hướng dẫn các anh em cách đo size của ngón tay nhá. Chúng ta phải đo chuẩn để mua đeo cho nó vừa, không lại mất công đổi trả. Trời ơi, mạ vàng luôn. Vâng, chữ phúc rất là đẹp. Nhìn trong video thì nó không thấy được hết những cái vẻ đẹp của nhẫn này. Rồi, bây giờ mình sẽ đeo thử nhá. Hy vọng là vừa. Theo quảng cáo được mạ vàng 24k ý cơ mà. Chất liệu của nó là titan. Nó đánh cái si mạ vàng. Và cái lớp ngoài cùng thì được si một lớp bảo vệ chống dị ứng và ngứa, cho những ai mà có làn da nhạy cảm như da em bé. Sản phẩm mạ vàng thì tránh những cái chất tẩy rửa như bồn giặt, nước rửa chén, nước mưa xà phòng. Đấy, thì anh em rửa tay hay là đi tắm thì nên tháo ra. Và nếu mà giữ được như thế thì anh em có thể giữ được hơn năm. Nó vẫn còn là đẹp đẽ, đẹp thật. Đẹp, đẹp là nó không nặng lắm. Đeo ngón này, ngón áp út thì nó hơi to. Ta sẽ đeo thử ngón này. Đấy, ngón này khả năng cũng không vừa. Đây, đeo ngón bên này, đeo tay bên này thì vừa này. Thế mới lạ chứ. Rồi. Đấy. Đây, đeo ngón này vừa đấy, anh em thấy đẹp không? Quá đẹp luôn, chắc. Ở bên cạnh này có hình như kiểu hình playboy ấy, mà không phải nhá. Kiểu dân chơi luôn. Nhìn thiết kế khá là tỉ mỉ và tinh xảo luôn. Ổn trong tầm giá. Mã rất là đẹp, sáng bóng. Hy vọng thì sẽ dùng được trong thời gian dài. Mình sẽ giữ gìn cẩn thận. Ok. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Link mua mình sẽ để dưới video này nhé. Như vậy là trong video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm nhẫn mạ vàng 24k, giá khá là rẻ. Các bạn có thấy video ích, like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới, mình sẽ giải đáp. Các bạn mình review sản phẩm là comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Bye bye. Anh em nhìn tay mình như nào, đeo đủ thể loại luôn.